Bộ Công an xác minh người đưa tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Bộ Giáo dục khẳng định thông tin lộ đề thi tốt nghiệp là sai sự thật. Có biết Bộ Công an đang xác minh vào sáng ngày 26 tháng 6. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, liên qua một số nhóm diễn đàn chia sẻ thông tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Ngay khi nhận được phản ánh, Bộ đề nghị Công an hỗ trợ xác minh các thông tin lan truyền liên quan đến đề ba môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ với môn văn đang cho hay sẽ vào đoạn văn ở phần đọc hiểu, phần nghị luận, văn học và bài đất nước về toán và ngoại ngữ thông tin chủ yếu liên quan đến cấu trúc, độ khó của câu hỏi để tránh gây hoang mang là ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị mọi người không chia sẻ những thông tin trên. Các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo, xuyên tạc sẽ bị xử lý. Đại diện Bộ cho biết, hôm nay hơn 1,07 triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em làm 4 bài thi trong hai ngày tới, gồm toán, văn, ngoại ngữ và tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Để thi đáp án các môn thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật. Tới khi hết giờ làm bài môn trắc nghiệm hoặc hết 2 3 thời gian môn tự luận, thí sinh cố tình sao chụp, phát tán sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm ứng dụng Công nghệ cao A05, công an hôm ngày 20 tháng 6 cho biết đã chỉ đạo phòng PA05 tại các địa phương tập trung phát hiện nguy cơ triệt phá các đường dây buôn bán thiết bị công nghệ cao dùng để gian lận, xử lý người đang thông tin thất thiệt về kỳ thi.